Xin chào các bạn, thì chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì như các bạn cũng biết là mùa hè châu Âu đến rồi và các bạn có dự định đi nghỉ mát ở đâu vào mùa hè này chưa? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm mà thu hút rất là nhiều khách du lịch ở châu Âu, đó là Mallorca, nơi mà mình đã sống và làm việc hơn 2 năm và đã đi hầu hết những cái cảnh đẹp ở đây rồi. Và ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 địa danh mà mình nghĩ các bạn nên ghé thăm khi đến thăm hòn đảo xinh đẹp này ha. Thì bây giờ cùng khám phá mình nào. Let's go. Thứ nhất, Estrem. Đứng đầu danh sách này có lẽ là Estrem, một trong những bãi biển đặc trưng nằm phía đông nam của Mallorca. Với làn nước xanh ngắt đặc trưng cùng với những tảng đá nhấp nhô tạo lên một vẻ đẹp thật là huyền bí của Estrem. Để đến được địa điểm này thì các bạn có thể di chuyển bằng bus 501 hoặc là bus 530 từ Plaza España đến trạm bus Sarapita. Sau đó các bạn có thể đi bộ dọc theo bãi biển Sarapita để đến được Estrem. Càng đi xa thì nước càng trong xanh. Chúng mình một số đồ ăn vặt, một tấm thảm và bikini, nhâm nhi một thức uống mát lạnh thì còn chờ bạn các bạn nhỉ. Thứ hai, Banya Bufa. Đối với mình thì Banya Bufa như một ngôi nhà thứ hai của mình vậy, vì mình may mắn sống với một gia đình bản xứ ở đây suốt mùa hè năm ngoái. Chính vì thế mình đã có cơ hội được trải nghiệm và tận hưởng hết cái vẻ đẹp yên bình ở đây, như đi cano nè, tắm biển nè, ngắm sứa qua kính bơi nè, và có dịp khám phá các vịnh bên cạnh bằng cano như là Sa Foradada, Osoye. Mình cũng may mắn khi được host tạo điều kiện cho tổ chức sinh nhật thứ 25 của mình ở đây để có dịp giới thiệu cho bạn bè của mình ở Mallorca về Banya Bufa. Thì để đến được đây thì rất là đơn giản thôi các bạn. Bắt xe số 200 từ Plaza España và điểm đến là Banya Bufa. Nhưng nếu các bạn đi mùa hè thì các bạn có sẽ đổi bus ở trạm Espolet. Vì thế khi mà mua vé và xuất bill thì các bạn nên giữ lại để mà show cho bác tài xế là các bạn đã có vé nha. Thứ ba, Cap de Fomento. Cũng giống như Estrem thì Cap de Fomento thu hút khá đông khách du lịch khi thăm mỗi năm, nhất là vào mùa hè. Đến nỗi mà họ phải mở riêng một tuyến xe bus để phục vụ khách du lịch khi thăm mỗi năm, từ tháng 6 đến cuối tháng 9. Ngoài ra thì các bạn có thể di chuyển bằng ô tô để có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây. Cap de Fomento cũng có một số các sông ngòi cực kỳ xịn sò, đặc biệt là lúc mặt trời lặn, khi ánh sáng sẽ bị chiếu khuất từ ngọn núi xa xa, tạo nên một bức cảnh thật đắt giá. Nhưng đối với cảm nhận của riêng mình thì Cap de Fomento không phải là nơi lý tưởng đến gặp mặt trời lặn. Nếu như các bạn muốn tắm biển thì các bạn có thể đến vịnh gần Cap de Fomento như là Cala Figuera, Calamuta, Calapi de Fosada để có thể cảm nhận và ngắm nhìn làn nước trong xanh, thứ đặc trưng của Mallorca. Thứ tư, Castell de Belbel là một địa điểm đặc trưng và thu hút khách du lịch của Mallorca không kém gì Catedral, nhà thờ lớn. Lâu đài Belbel nằm trên một ngọn núi cao 112,6m so với mực nước biển. Vì thế từ đây các bạn có thể nhìn thấy cảng Ba Ma và cả Ba Ma thu nhỏ. Lâu đài được xây dựng xung quanh sân trong và hai tầng bao quanh sân được làm tròn. Toàn bộ khu phức hợp có hai tầng gồm các cột và kiến trúc Gothic khá độc đáo. Hiện tại thì Belbel như một bảo tàng tham quan cho khách du lịch, mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật và đóng cửa vào thứ hai. Riêng chủ nhật thì sẽ mở cửa đến 3 giờ chiều và miễn phí vé vào cổng. Thì ngày bình thường thì họ sẽ mở cửa từ 10 giờ cho tới 7 giờ tối với giá 4 euro cho một người. Và để đến được đây thì các bạn có thể đi xe bus số 7 từ Plaza España, sau đó đi bộ một đoạn được đến được lâu đài. Số 5, Sa Foradada thì nằm ở phía tây bắc Mallorca và được mệnh danh là nơi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất ở Mallorca. Và đây cũng là một trong những địa điểm đầu tiên mà mình đặt chân đến khi đến Mallorca cách đây hơn 2 năm. Thì để đến được đây các bạn phải đi hai chuyến bus. Đầu tiên các bạn bắt xe bus số 211
từ Palas de España đến địa điểm Centre. Và sau đó các bạn sẽ bắt bus số 210 để đến Saforadala. Thì từ trạm bus các bạn sẽ đi bộ một đoạn, sẽ thấy một địa điểm gọi là Mira Saforadala để ngắm mặt trời lặn. Từ vị trí này các bạn có thể đi bộ men theo con đường xoay đá để có thể xuống biển. Thì lúc đầu mới qua thì mình được hội chị em Au Pair Panay dắt đến đây để đi leo núi. Leo xuống rồi lại leo lên cũng phải hai mất 2 giờ đồng hồ. Mệt bờ hơi tay luôn nhưng mà vui lắm luôn. Thì bạn nào có máu leo núi thì đây là một địa điểm mà mình nghĩ các bạn nên cho vào list must go. Tại vì rất là đẹp và phong cảnh rất là hữu tình luôn. Thứ 6, Puente Natura. Puente Natura thực ra là một tảng đá to như một cái cầu, bắc ngang sữa vịnh, khá là ấn tượng và lạ mắt. Nhưng đi đến được đây không phải là một chuyện dễ dàng. Các bạn có thể tra Google đi đến Calafacue, thì nó sẽ dẫn các bạn đến một con đường cao tốc gần đó. Sau đó các bạn đổ xe trên lề cỏ là có thể đi bộ vào được rồi. Sau đó các bạn sẽ đi một đoạn khá là dài gồm đường đất và đường sỏi. Nên mình khuyến khích các bạn nên chuẩn bị một đôi giày bata thật là êm chân. Nhưng tất cả sẽ được đền đáp khi các bạn đắm mình vào lòng nước trong xanh mát lạnh và có thể ngắm nhìn được các chú cá đang tung tăng bơi lội. Thì nếu muốn có những bức ảnh để đời thì các bạn nên chuẩn bị một cái camera có thể chụp ảnh dưới nước, thì một vài mẫu bánh mì thì các bạn có thể dụ dỗ cá và chụp hình được rồi. Và từ Calafacue các bạn sẽ leo một đoạn khá gần nhưng mà cũng khá là treo leo để đến được Puente Natura. Nếu trời không gió các bạn có thể thử leo qua cái cầu này, nhưng mình thì chết nhát lắm, mình chỉ chụp hình từ xa thôi. Thứ 7, Espontas. Thì cũng là một tảng đá hình vòm khá giống Puente Natura, nhưng điểm khác biệt là nó nằm giữa biển gần Cala Santañí. Nếu các bạn là một người bơi giỏi thì các bạn có thể bơi từ Cala Santañí tới đây luôn. Mùa hè cũng có rất là nhiều dịch vụ đi thuyền tới đây để ngắm cảnh và du ngoạn. Thì mình thì chưa có dịp đến đây vào mùa hè, nhưng hy vọng là mùa hè năm nay sẽ có dịp quay trở lại. Thì ngoài ra đã đến đây rồi thì các bạn có thể ghé thăm Porto Colom gần Felanit, nơi có một tảng đá sông ảo khá là thú vị. Thứ 8, Cala de Moro. Thì đây là một private beach mà ít người biết ở Mallorca, theo lời kể của một bạn tour guide nói với mình. Thì chính vì ít người nên là biển rất là sạch và trong xanh. Cala de Moro là một biển khá rộng và cách duy nhất các bạn muốn đến đây là các bạn phải đi ô tô. Bình thường sẽ có một bãi đỗ xe miễn phí bên ngoài cao tốc và các bạn sẽ phải đi bộ vào bên trong. Nhưng mình đi mùa đông vì vắng người nên là có thể đổ vào bên trong một xíu để tránh phải đi bộ nhiều. Thì nét đặc trưng của Cala de Moro có lẽ là hai cái hang gần biển có thể sóng ảo 1001 kiểu ảnh và một vũng nước gần đó nơi có thể thấy sóng vỗ mỗi khi gió to, và một địa điểm đáng để khám phá trong mùa này. Vì thật ra thì mình đã đến đây 2-3 lần rồi nhưng mà vẫn chưa khám phá hết nơi đây. Thứ 9, Torre de Paris. Thì đây là một private beach tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì biển này ở nằm một vị trí khá là cao, đặc biệt gần núi Putmayoc, một trong những dãy núi cao nhất ở Mallorca. Thì để đến được đây các bạn phải băng qua một con đường vòng vèo với các khúc cua khá là dốc, mà đòi hỏi các bạn phải có một tay lái vững mới có thể vượt qua an toàn. Thì bãi dừng xe ở đây cũng không quá đắt, mình nhớ là tầm 3 euro cho một giờ gửi xe. Từ bãi gửi xe các bạn sẽ đi một hang đá khá là sâu và sau đó là vỡ òa với khung cảnh trước mặt. Biển khá là sâu và trong vách. Phía bên phải có một vách đá cho bạn nào muốn nhảy từ vách đá xuống biển. Mình đã thử 2 lần và tất nhiên là phải có sự trợ giúp của bạn mình bên dưới nước. Và cảm giác rất là vô mốt luôn. Nếu các bạn có thể thuê xe thì các bạn nên đi địa điểm này, nhất định sẽ không làm bạn thất vọng.
Thứ 10, Vô Tầm Bét cũng là địa điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì đây là một trong những bãi biển rất là yêu thích của mình, nằm ở phía đông nam Mallorca. Vô Tầm Bét có 3 vịnh là 1, 2 và 3. Vịnh số 1 là rộng và đẹp nhất. Thì ở vịnh này các bạn có thể đi sâu về phía đông sẽ thấy một số hang đá, một con đường mòn, nơi có thể ngắm được toàn cảnh Vô Tầm Bét. Còn ở vịnh số 2 và 3 thì hơi riêng tư và nhỏ. Thì mình nhớ lần đầu tiên mình được host mình dẫn đến đây, thì cả nhà đã đi tắm ở Vô Tầm Bét số 2. Thì vừa tới đây thì đập vào mắt mình là các anh chị vô lão naked tắm biển. Thì mình thì ngượng chín cả mặt luôn, và suốt buổi mình phải đeo kính để mà không dám tháo kính mắt ra luôn. Thì biển này các bạn có thể đi bằng ô tô vì phải băng qua một con đường khá là sóng rung rậm, hai bên toàn là cây cối luôn. Nhưng là một điểm mình nghĩ là đáng để thử trong mùa hè này. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình biết ý kiến của bạn về video này ha. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video sắp tới của mình ha. Và cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ, và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể làm nhiều video mới sắp tới về bóc game và cũng như cuộc sống của mình ở bên châu Âu, cũng như là nói chung và Tây Ban Nha và đất nước riêng ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình.